Nay chị Thư sẽ thử một cái hộp siêu nhân cơ động cá sấu, mã số là LD6688B, giá là 295.000 ha, để gửi cho chị Nghĩa ở Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai. Chị có nhờ là mình kiểm tra xong mình sẽ gói quà luôn. Lên đèn ha. Rồi khi nào chơi thì